cái lại hút dầu thô, ống xả. Còn bên này là ống. Còn bên là mẫu để hút cái hóa chất có tinh ăn mòn. Cái phần inox này nó được cải tiến là nó đua dài ra và nó dày, nó sẽ cải tiến so với những cái đầu của những cái đời mà so với những đấy là sự cải tiến so với những cái model đời cổ. Với lại cái phần thân của đồng của cái đầu inox này nó nằm toàn bộ ở trên cái bệ inox, đây là cải tiến so với đời cổ thì cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Cái này khách hàng dự kiến là họ sẽ dùng với nhiệt độ là tầm 180 độ nhé, thì anh chỉ có dùng từ 180 độ trở xuống thì nó bền. Lắp motor 2 ngựa 1,5 kW.